Hello các bạn, lại là góc review phim chiếu rạp của Movie Geek đây. Lần này chúng ta cùng đến với bộ phim hoạt hình siêu giải trí ra mắt vào dịp lễ 2 tháng 9 này nha. Mưu phái võ mèo có cốt truyện vô cùng đơn giản, dễ hiểu, cách truyền tải thông điệp cũng rất thẳng thắn, chủ yếu tập trung vào các miếng hài nhiều hơn là sự logic, nên hãy đi xem với một tinh thần không cần dùng não. Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim làm cho các fan phát cuồng vì có quá nhiều mèo, cả một vương quốc mèo. Bộ phim khắc họa lên bối cảnh Nhật thời tướng khá tốt, thông qua hình ảnh và nhất là âm nhạc rất bắt tai và vui vẻ. Con đường mong muốn trở thành một samurai chính hiệu của chú chó Han không hề dễ dàng, cam go thì có đấy, nhưng phim lại làm cho nó trở nên vô cùng nhắn nhít với những màn cư xử không thể 3 chấm hơn, cũng như từ lời thoại vô cùng hài hước, một màn đánh sấm của đám phản diện cũng đủ làm cả rạp cười ầm ầm. Đây là một bộ phim mang tính giải trí cao và thời lượng là 85 phút, vui nhộn nhưng vẫn có rất nhiều thông điệp nhân văn và ý nghĩa. Cái con sen đâu rồi? Nhào ra rạp liền đi nha.